Ơi, quay cho quý anh chị xem cái dãy nhà nha. Dãy nhà nay lên đường nhựa rồi. Ở trong cái đoạn tuốt trong kia đó là lên đường nhựa sẵn rồi nha quý anh chị. Lên đường nhựa. Đây, khu vực nhà của mình đây. Xe nó đổ qua. Xe này móc cái nhựa đường ở trên chiếc xe tải nha. Đổ vô cái xe máy cày để chở vô là mình tráng làm cái nhựa đường ha. Làm nhựa đường. Đó, nguyên một cái đường rộng rãi như thế này ha. Nè, đổ nhựa nè. Đó, đổ nhựa qua cái xe máy cày. Rồi khu nhà của mình như thế này ha. Nhà của mình thì hôm bữa mình có giới thiệu cho quý anh chị những cái căn mặt tiền như thế này nè. 760 là căn gốc hai mặt tiền ha, còn 740 là căn ở giữa ha. Đó, mình có giới thiệu cho quý anh chị là giá chốt luôn nha, không có bớt gì luôn quý anh chị. Tại vì nhiều khách đi cứ hỏi bớt em không có bớt gì hết, mua được cũng được thôi, đúng giá bán đó. Nên nay mình nói thẳng thắn luôn cho quý anh chị để mình tại vì mình báo giá đúng mà, báo giá đúng mình quay đúng quý vị về vị trí khu nhà và đúng cái giá trị nhà rồi. Nên đi không có thích bớt nha quý anh chị. Còn anh chị đi thì ví dụ như mình thấy thích thương thương quý anh chị thì mình có thể bớt 5-10 triệu để mình cái lọc mình thôi, chứ còn trả giá sát số cũng không có chỗ nào có bán cho quý anh chị đâu. Đi chỗ khác cũng không có được cái giá 700 mấy như thế này mà nhà mặt tiền cho quý anh chị đâu. Nên quý anh chị cứ thoải mái đi, em không có sợ đó. Rồi hôm nay xin giới thiệu đến quý anh chị một cái khu như thế này ha. Nhà rất là lớn như thế này, khu rất là đẹp như thế này ha. Đó, xây dài vô trong kia rất là nhiều nhà. Hiện tại thì em đang đi bộ ha, thì hôm bữa thì em quay cho quý anh chị xem khu này khu kia vậy đó. Đó, mình đi coi, còn đi quay hết dự án, tại vì hồi nãy đi trong kia thì đang đổ nhựa rồi, giờ mình chạy xe vô nổ lốp xe luôn á. Đó, mấy khu nhà xa ở bên đây, khu nhà rất là ok. Đường đổ nhựa nhà nước nha, đường đổ nhựa nhà nước. Đây là con đường quy hoạch của nhà nước, không phải là con đường của dự án nha quý vị, không phải là con đường nội bộ dự án nha. Quy hoạch nhà nước nên nó có giá trị lắm nha quý anh chị. Đường thông hết luôn, thông ra làng sinh thái khu du lịch Phúc Lộc Thọ, Đại học Quốc tế Tân Tạo luôn. Đó, khu nhà đó, cái phân khu 2, còn chạy dài vô kia nữa. Nếu anh chị xem những cái video, có thể xem lại những cái video mà vòng quanh dự án đó, 1.600 căn, 350 đến 700 mấy ha, rồi 1 tỷ mấy nhà sổ riêng luôn, nhà sổ hồng riêng hết, tôn cho mình mỗi nhà một sổ nha, riêng biệt, vay ngân hàng, hỗ trợ vay ngân hàng cho mình được luôn. Đó, một dãy như thế này mình xây, mình mua những căn đầu thì mình kinh doanh, còn những căn trong thì mình có thể mình ở. Thì cái vị trí này nè, nhà rất là đẹp, nhà rất là đẹp ha. Đường làm hệ thống là cống thoát nước nè ha, cống thoát nước mỗi nhà cống hết luôn, làm cống thoát nước cho mình thoải mái luôn. Nhà rất là đẹp. Còn căn thứ hai vô đó, một căn hoàn thiện này, hiện tại còn căn hoàn thiện thứ hai ha, thứ hai bên đây nó tương tự căn này, thì giá là 460 nha quý anh chị, 460 nhà hoàn thiện hết nha, xây một trệt một lầu. Đó, một trệt một lầu, nhận nhà ở luôn. Mấy căn này, căn đầu mấy căn sau hôm kia thì tầm 420, còn 415 về ở đây 460 ha. Nhận nhà ở luôn, không có đợi gì cả. Đó, về muốn hoàn thiện thêm thì mình về. Bên đây người ta ở nhiều rồi nè, mấy cái nhà. Ví dụ mấy cái nhà này người ta ráp thêm cái cửa, cái máy nè, đó, ráp thêm máy rồi máy lạnh rồi ha. Dài trong kia lắp máy rất là nhiều á, khách hàng ta về ta ở rồi. Đó. Ta về ta ở người ta thích ta lắp thêm một cái máy gì để che, giống như che giọt hoặc là để làm kiểu điểm nhấn rồi ha. Bồn nước đầy đủ, đây điện nhà nước ha, xài điện theo giá nhà nước và nước máy nha quý vị, nước máy luôn. Rất là đẹp. Đó, nên cái khu phân khu 1 này mình còn một cái căn như thế này ha, căn đầu như thế này luôn, căn thứ hai. Đó, căn đầu là có khách mua rồi, căn thứ hai ngay cái tấm dán vậy đó. Đó, rất là gần. Đây. Có được 15 m ra tới cái đường chính này. Nè, đường xe đổ nhựa nè. Đó, ra đường xe đổ nhựa. Đó thì em giới thiệu đến quý chị là đây là cái căn nhà 460 của bên em ha. Hình thức mua bán. Anh chị nào mua đó ít tiền có thể hỗ trợ anh chị trả trước 70% giá trị nhà. Đó, nhà thì nhà hoàn thiện. Nhà hoàn thiện ốp gạch tường cao luôn. Đó. Rồi, số còn lại thì mình được trả góp ha, trả góp trong khoảng 3 đến 4 đợt đó. Đó. Rồi.
đường lớn à, đường lớn quý vị. Còn chị nào có tiền thì thanh toán luôn một lần giúp em ha. Đó, nhà như thế này. Rất là ok nha quý anh chị, ốp tường cao luôn nha, ốp tường cao hết luôn cho mình. Đây nhà xây rất là nhiều. Đó, xây rất là nhiều. Đó. Mẫu như thế này 400 mấy quý anh chị mua đâu có nữa không chị. Đầu căn luôn. Nè, quay từ đây ra đúng có tầm khoảng 10 mấy mét thôi. Cái căn đầu là 4 x 8 nè, 4 x 8 thêm 3 m 11 m. Rồi, tới cái căn của mình. Đó. Bên đây người ta ở rồi nè. À, bên đây khách hàng người ta đã về tạo rồi. Nên quý anh chị nào có nhu cầu mua những căn này, từ cái mặt đường ha, mặt đường chính nè, mặt đường chính của nhà nước nè, vô tới khu nhà 11 m. Từ cái vị trí này đi ra cái đường quốc lộ tỉnh lộ 824, đúng tầm khoảng 100 m nha quý anh chị. 100 m mà đường là đường nhà nước đang đổ nhựa. Bên kia có karaoke rồi có phòng trọ nè, phòng trọ cái xanh xanh nè. Đây phòng trọ nữa nè. Đó là mình biết được cái khu này là khu dân cư nó rất là đông đúc nha, rất là đông đúc. Đó thì tại khu vực những cái vị trí nhà như thế này thì mình có những cái sản phẩm nhà từ 350 rồi 390, 415, 420 rồi 460. Rồi khoảng 5-600 cũng có nha. 5-600 thì diện tích nó lớn hơn, diện tích tầm khoảng 3 x 10. Đó, ngang 3 dài 10. Xây dựng một trệt một lầu thì khoảng 601 đến 650. Đó, còn những căn mặt tiền thì 700 mấy. Nhưng mà 700 mấy này bây giờ là bán cũng gần hết rồi nha. Còn sức quý anh chị mua thì phải báo lại bên em coi, còn thì em báo thì chạy xuống nha. Chứ sản phẩm là nó khách vô thấy đường nhựa cái khách bụp liền, nên không có cơ hội mua đâu quý anh chị, đi trễ không có cơ hội mua. Đó, nói thẳng luôn quý anh chị để mình đỡ ha. Còn mấy căn nhà mặt tiền ở trong á, mặt tiền lớn thì năm 12, năm 15 đâu á, năm 20, năm hai mấy luôn thì giá từ 1 tỷ 1 trở lên nha. 1 tỷ 1 trở lên sổ Hồng Kiên. Đó, khu dân cư bên kia người ta ở đông, nhà trọ đồ này kia. Đây nhà như thế này, đúc thật, đúc đổ bê tông hết nè quý anh chị. Đường này cũng làm đường bê tông hết luôn cho mình. Cái màu xanh đó là xí nghiệp, màu xanh xí nghiệp. Rồi anh chị nào quan tâm thì nhớ đăng ký kênh, bấm like, bấm nút chuông nha, bấm nút chuông để nhận thêm nhiều cái video mới. Và đồng thời liên hệ số điện thoại 0796566837, 0777540282 để được dẫn đi xem nhà ha, tư vấn chính xác. Đó, tư vấn chính xác, không có sai sót gì hết, để mình đi đỡ mất thời gian quý anh chị. Tiền nào của nấy quý anh chị, giá nào cũng có. Đó, mình báo giá nhà lớn cho mình để mình đỡ mất thời gian. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều nha. Đường cột đèn, cột điện nhà nước ha, cột điện nhà nước, cột điện lớn luôn.